Vừa qua tại Nghi Lộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC đã diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, xử lý sự cố hệ thống viễn thông cấp tổng công ty. Tình huống giả định được đặt ra theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn cơn bão X mạnh cấp 10 giật cấp 12 đổ bộ vào khu vực tỉnh Nghệ An, tâm bão là khu vực huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Thời tiết kèm theo sấm sét làm đổ cây cối và đường dây. Gió lốc làm bay mái tôn của một số công trình gần đường dây, gây nên sự cố hư hỏng hàng loạt dây dẫn và dây chống sét, liền cáp quang cửa lò. Với 100% quân số, túc trực 24 trên 24 giờ của các đơn vị thực hiện, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An và chi nhánh lưới điện cao thế Nghệ An, cũng như sự trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp khi nhận thông tin của các đơn vị báo cáo, chỉ đạo các đơn vị điều động nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị, buổi diễn tập đã đạt yêu cầu cả về khả năng triển khai và công tác chủ động ứng phó khắc phục những thiệt hại do bão gây ra trong thời gian nhanh nhất cũng như khả năng phối hợp của các đơn vị tham gia diễn tập sự chuẩn bị về bốn tại chỗ tại các đơn vị